Ok, xin chào mừng tất cả các bác quay trở về với kênh YouTube của Huyền Audio. Trong video ngày hôm nay và ngày hôm nay thì bên Huyền Audio sẽ lên cho toàn thể của bác đó là một cái dòng sản phẩm mẫu loa bát 40 mà chuyên dành cho những anh em gióng các cái dòng loa súp với phân khúc trong tầm giá tiền. Và vào đầu video thì rất mong sự ủng hộ hoan hỷ của tất cả các bác đi qua vui vẻ ủng hộ cho bên cửa hàng Huyền Audio một like. Bác nào chưa đăng ký kênh thì bác nhớ là ấn đăng ký kênh ủng hộ kênh của bên em và đồng thời bật chuông thông báo để cập nhật tất cả các video của cửa hàng bên em các bác nhé. Thì mẫu đầu tiên thì bên cửa hàng em sẽ giới thiệu cho toàn thể của bác đó là cái mẫu loa bát 40 của RCS. Ở đây là một trong những dòng sản phẩm rất là chất lượng và đẳng cấp. Thì hiện tại là với một cái mẫu loa bát 40 của RCS thì trong thời gian vừa qua ấy, thì bên cả anh em cũng đã bán khá là nhiều. Về phân khúc cấu tạo của loa thì được thiết kế bởi cấu tạo là từ 19 gồm 6 lỗ khí tản nhiệt ở phía đằng trên. Và dòng sản phẩm này nó là dòng sản phẩm xương gang cong. Và đặc thù của loa bát RCS thì các bác có thể biết là thương hiệu công nghệ của Italy. Và với dòng sản phẩm này cho chúng ta đó là một cái công suất rất là lớn. Công suất khởi chạy là 800W và công suất đạt đỉnh là 1600W, đánh ở trở kháng 8 ohm. Thì hiện tại là cặp loa bát này về giải tần đáp ứng của nó là 40Hz cho đến 3kHz. Đó là trên giải tần tiếng loa bát súp đánh cực kỳ là sâu các bác nhá. Thì hiện tại là với một cái cặp loa bát của RCS này thì các bác có thể nhìn thấy là gân của nó là gân xếp 3 màn giấy ốp lồi, và các bác có thể nhìn thấy là cái chất âm, đúng không ạ? Nghe cái tiếng loa bát thôi. Bên trong thì dòng sản phẩm này thì cuộn côn 100 gân xếp 3, dòng sản phẩm nhện 3 lớp màu vàng chanh, và đặc biệt là các bác có thể nhìn thấy là cái dâu loa được bọc bởi một lớp dây điện rất là chất lượng, đúng không ạ? Thì với những cái gì của dòng sản phẩm của loa bát RCS hiện tại là trong video ngày hôm nay, thì với một cái cặp loa bát của RCS như thế này là bên cửa hàng em đang bán cho toàn thể các bác với cái giá này chỉ có bao nhiêu ạ? 2.600.000 các bác nhá. 2.600.000 một cặp loa bát đít bằng của RCS. Nếu mà các bác mua lẻ thì với giá là 1.300.000. 1.300.000 thì bên cửa hàng em cũng đã miễn phí vận chuyển cho tất cả các bác, nhận hàng kiểm tra đúng hàng chất lượng thì các bác thanh toán cho bên cửa hàng bên em các bác nhé. Thì bây giờ thì em cùng các bác sẽ đi test thử sản phẩm để cho tất cả các bác xem nghe về cái chất âm của cái cặp loa bát RCS này tiếng nó đánh như thế nào các bác nhé. Rồi các bác chờ em chút để sẽ đến cấu kết nối với một cái chiếc loa bát này. Thì hiện tại em sẽ dùng đang dùng để cho toàn thể các bác nghe một cái tiếng lời và có nhạc lèn các bác nhá. Không có chép loa nhá, của anh rất là kinh khủng luôn. Đấy, nếu mà để nói với những cái dòng sản phẩm như này thì loa bát của anh xuống rất là sâu. Và nghe và cái chất âm nó đánh quá dã man luôn. Đấy, thì hiện tại là với giá 2.600.000, 1.300.000 một chiếc. Anh em nào có nhu cầu mua lẻ một chiếc thì bên cả anh em vẫn vận chuyển và bán cho tất cả các bác nhé các bác nhá. Rồi bỏ qua cái mẫu loa bát RCS này đi, thì cũng có rất nhiều các bác là trong thời gian vừa qua hỏi là có loa bát 40 mà màng carbon không. Thì ngày hôm nay thì bên cả anh em về được cho toàn thể các bác đó là cái mẫu loa bát 40 màng carbon. Với dòng sản phẩm này thì các bác có thể nhìn thấy là từ của nó là từ 220 đấy, lam châm của nó các bác nhìn này, lam châm nhẵn và gồm 6 lỗ 8 lỗ khí tản nhiệt, 2, 4, 6, 8 lỗ khí tản nhiệt ở phía trên này. Đấy, quanh từ loa thì được tra bởi một cái lớp keo chỉ hồng các bác nhá, một cái lớp keo chỉ hồng này. Đây anh em nhìn thấy xương kép của nó là xương gang kép bẻ đôi. Về phần công suất khởi chạy cũng là 800W và công suất đạt đỉnh là 1600W, độ nhạy là 40, độ nhạy của nó là 98 dB và trở thành phân quy đam đó là 40Hz, đánh ở trở kháng 8 ohm.
Thì hiện tại là với một cái mẫu loa bát như thế này thì bên cả anh em đang bán cho anh em một mức giá là 3.500.000 nhá. 3.500.000 một cặp. Đấy. Còn các bác mua lẻ 1.750.000 đúng không ạ? 1.750.000 một cặp. Đấy thì các bác xem về những cái chất lượng của cái dòng sản phẩm của loa bát màng carbon. Đây các bác nhìn thấy đây. Côn con này nó cũng là côn 100 các bác nhá. Côn 100. Đấy, quanh dây dâu lôm, dây dâu loa thì các bác thể nhìn thấy bởi một cái lớp bọc dây điện các bác nhá. Đó, anh em nhìn thấy là một cái cặp loa bát khá là chất lượng, màng là màng carbon. Đó, các bạn, màng carbon rất là cứng. Con này thì đánh khủng khiếp rồi. Gần xếp 3. Đấy, màng carbon này các bác nhá. Đấy, đây em sẽ test thử cho tất cả bác cùng nghe nhá. Cặp này thì tiếng của anh ra bán rồi. Bát 40 với giá là 3.500.000 cặp. Đấy, anh em nào có nhu cầu mua với những dòng sản phẩm như này thì các bác thể liên hệ. Thì các bác tự gióng lên loa thì anh em có thể tự mua các cái vỏ loa súp của mình hoặc là nhờ bên cả anh em sẽ lắp ráp và cũng như là tư vấn. Ví dụ như các bác mua một cái cặp loa bát như thế này, một chiếc thôi ạ, thì em sẽ cộng luôn giá tiền cho tất cả các bác nhá. Ví dụ như các bác mua cái thùng loa của nó là 1.800.000 này, cộng với cả 1.750.000 này, mới là 3.550.000. 3.550.000 thì bên cả anh em sẽ gióng lên cho toàn thể các bác, đó là một cục loa súp các bác nhá. Một cục loa súp với cái giá trị rất là hợp lý cho tất cả mọi người. Đấy, các bác mua một cục súp hơi mà gióng lên thì nó chỉ mất khoảng tầm 3.550.000 một cục thôi. Đấy, thì giá cực kỳ hợp lý các bác nhá. Thì anh em nào mà có nhu cầu mua với những dòng sản phẩm như này thì các bác có thể là liên hệ đến với cả cửa hàng bên em để được đặt hàng và với những cái dòng sản phẩm chất lượng cao cấp các bác nhá. Rồi, kết thúc video tại đây thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Các bác có nhu cầu mua hàng đặt hàng thì các bác cũng liên hệ trực tiếp đến với kênh của bên em nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.